Nhờ cái chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần ở đâu thì khán giả mới biết rõ nét về tên nghệ sĩ Quang Tèo. Tên là bởi vì trước đây Quang là tên chính gọi là Tiến Quang, Nguyễn Tiến Quang. Thế nhưng mà sau khi đóng cái vai ấy, thì từ cái hồi học sinh ấy, đóng một cái vai một cái như hồi đó là mình còn đang cấm không được buôn lậu buôn rượu, tức là cấm uống rượu. Thế thì Quang đóng một cái vai thì anh buôn lậu rượu thì là mình phải giả vờ mình bị khèo tay thế này. Tay chân bị thọt thế này, thế và mình dựa vào cái khuyết tật này để mình lừa các anh phòng thuế để đi buôn lậu mà. Thế là sau đó khi mà mình cứ diễn cả buổi nó mỏi quá thì trong không nhớ ra là khi hôm mà mình hôm sau mình lại đi qua cái phòng thuế mình lại vẫn diễn thế này nhưng mà quên mất rồi, ý thức là quên mất là lại khèo ngược lại thế này, thế là cuối cùng bị phát hiện ra. Và từ đấy thì là cái vai rất ấn tượng, và từ ngày đấy là tất cả anh em đồng nghiệp vẫn gọi Quang là Quang Tèo, nghệ sĩ Quang Tèo từ ngày đấy. Nhưng mà nó chỉ là được ở trong cái phạm vi rất nhỏ trong khu Văn Công thôi, nhưng mà khi cái tên đấy nó được phát ra tất cả cho toàn dân bây giờ là đấy, nhờ cái chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần mới có cái tên nghệ sĩ Quang Tèo ấy. Nghệ sĩ Quang Tèo là nghệ sĩ, là chiến sĩ đấy, làm diễn viên của nhà hát kịch quân đội. Thì Quang cũng nghỉ hưu rồi 2 năm rồi, đấy là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của quân đội giao cho, cũng như là hoàn thành nhiệm vụ của nhà hát thì đã được nghỉ hưu 2 năm rồi. Nhưng mà từ ngày Quang nghỉ hưu thì Quang lại còn làm việc nhiều hơn nữa, tức là lúc này mới được thực sự được làm việc cho chính bản thân mình. Tức là trước đây thì còn đang là diễn viên của nhà hát kịch quân đội thì cái mảng lớn chủ yếu là mình phục vụ toàn bộ toàn quân toàn quốc. Có lẽ là nghệ sĩ Quang Tèo là một người phải nói một nghệ sĩ rất vất vả đấy, vất vả so với tất cả nghệ sĩ khác là vất vả hơn rất nhiều, bởi vì là cái lượng phục vụ của nhà hát kịch quân đội nó khắt khe và nó khắc nghiệt hơn các cái nhà hát khác, vì là đến với bộ đội toàn vùng sâu vùng xa thôi. Tức là Quang nhớ là gần như là không còn cái chỗ nào ngã ba Đông Dương mà chưa có mặt cả, tức là đi hết tất cả những vùng sâu vùng xa trên toàn quốc rồi, kể cả đảo Trường Sa, đảo Bạch Long Vĩ, tất cả các đảo cũng đi ra hết. Tức là mình đã phục vụ hết tất cả những cái nơi mà phải nói là vùng sâu nhất và xa nhất mình đã có mặt hết. Sau khi mà nghỉ hưu rồi thì mình không còn vướng mắc ở nhà hát kịch quân đội nữa, vì hoàn thành hết cái nhiệm vụ rồi thì bây giờ mình mới là chủ động được tất cả những cái lịch diễn bên ngoài. Các đạo diễn rồi cũng như là các cái bầu show họ mời mình đi diễn thì mình mới chủ động được lịch. Nhiều khi trước đây mình không dám nhận nhiều, vì là nhiều khi tức là bên quân đội cũng rất là khó, vì đùng cái một cái đơn vị họ có việc cần, ví dụ như thế là họ điện về nhà hát là phải đi đến diễn, thì đến đơn vị diễn thì ví dụ như thế thì là mình sẽ bị chồng lịch ngay. Mà chồng 2 cái buổi diễn bên ngoài và bên quân đội thì chắc chắn mình vẫn phải ưu tiên đầu tiên là mình phải bỏ bên ngoài để mình phải diễn phục vụ bộ đội. Mặc dù mà diễn phục vụ bộ đội vì mình ăn lương mình phải làm, mặc dù là cái bồi dưỡng không được bao nhiêu cả, nhưng mà mình vẫn phải làm, bởi vì mình là một nghệ sĩ và là một chiến sĩ, chứ là mình phải làm đã cho bên quân đội. Thế chính vì thế nó hay bị chồng lịch bên ngoài thì rất là sợ, nhận cũng rất là rón rén, và chỉ có cách 1-2 buổi thì mới 2 ngày thì mới dám nhận, chứ không dám nhận trước, người ta mời trước đến khoảng độ 10 ngày hay 15 ngày hay là mình không dám nhận vì sợ nó chồng lệch nhau. Thì bây giờ thì được rất là thoải mái, và có lẽ ngày hôm nay thực sự Quang cảm thấy rất là vui và rất là bằng lòng chuẩn bị để đón một cái Tết Nguyên Đán 2018 và được phóng viên đến để phỏng vấn. Quang cũng nói hôm nay rất bằng lòng và rất tự hào nghệ sĩ Quang Tèo của ngày hôm nay, và đã nghỉ hưu rồi nhưng mà làm việc còn nhiều hơn những diễn viên hiện tại đang ở trong nhà hát.